Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2017 với chủ đề Tăng cường động lực cho giai đoạn phát triển mới do Bộ Công Thương tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập Quốc tế đã tới dự và chỉ đạo. Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng Ban Chỉ đạo Liên ngành Hội nhập Quốc tế về Kinh tế nêu rõ, trong tiến trình hội nhập, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã luôn có những chỉ đạo kịp thời để các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đông đảo tầng lớp nhân dân nắm rõ đường lối và các giải pháp để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, thực thi hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Nhiều nghị quyết của Đảng đã được ban hành làm kim chỉ nam cho tiến trình hội nhập. Giai đoạn 2007-2017 đã chứng kiến những nỗ lực thực thi cam kết WTO và một loạt FTA có trình độ, yêu cầu đa dạng phù hợp với năng lực của nhiều nhóm doanh nghiệp. Do đó, xuất khẩu hàng hóa giữ xu hướng tăng, tốc độ xuất khẩu bình quân ước đạt 16,6% trên một năm. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, đó là cách tiếp cận về hội nhập kinh tế ở một số nơi có lúc còn phiến diện, ngắn hạn và cục bộ, do đó chưa tận dụng được các cơ hội và ứng phó hữu hiệu với các thách thức. Các tồn tại hạn chế xuất phát từ một số nguyên nhân chính, đó là những nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và các thỏa ước hội nhập nói riêng còn chưa cụ thể, nhất quán, đặc biệt là ở địa phương. Bên cạnh đó, một số chủ trương vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế vẫn chưa được lồng ghép chặt chẽ vào kế hoạch hành động của bộ, ngành, địa phương, dẫn tới thiếu quan tâm và điều phối thiếu hiệu quả. Tại diễn đàn, các diễn giả đã tập trung vào những vấn đề thời sự hội nhập kinh tế quốc tế đang có tác động trực tiếp tới chính sách hội nhập kinh tế quốc tế từ cấp trung ương đến địa phương, đánh giá kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, xem xét những hiện tượng xu thế mới trong kinh tế, thương mại quốc tế và dự báo tác động của chúng tới kinh tế thế giới và Việt Nam, đưa ra kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế.